Có trình cả nhà ơi, mọi người có nghe tiếng nó vỗ vào cái ống không? Ở bên ngoài này bơm nghe phổ bạch 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 luôn. Ống dùng gì? Ghê gớm chưa? Đó. Đã chưa? Nha, chúc mọi người ngày mới nhiều sức khỏe. Hai dần chỗ của bơm vừa đi kéo lưới về thì chiều hôm qua ở cái điểm này bơm với Dường có đặt 8 cái ống trình. Bây giờ hai dần chỗ của bơm chuẩn bị đi dỡ ống trình nha. Ống này Dường đặt sâu dưới 2-3 mét nước á, cho nên là mình phải mang kính bảo hộ mắt. Dạ Dường cứ bơi đi, để thúng nó con chèo theo cho. Sáng nay biển cũng êm mà hai dường chấu của bơm kéo lưới không có cá. Không biết là tình hình mấy cái ống trình này sau đây. Vì thường đi đặt ống mà gặp trời êm á là thuận lợi đó mọi người. Còn mấy cái ngày mà biển động á là mấy cái ống của mình khi mà đặt xuống á, nó sẽ lắc lư, trình nó sẽ nhát vào lắm. Ở điểm này thì hôm qua Dường đặt có một cái ống lớn à. Có không Dượng? Có trình cả nhà ơi, mọi người có nghe tiếng nó vỗ vào cái ống không? Ở bên ngoài này bơm nghe phổ bạch 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 luôn. Rồi Dượng bỏ lên. Nghe Dượng nói ống này có trình mọi người. Dạ. Đây hai Dượng cháu vừa đi kéo lưới về. Trời ơi. Dạ. Dạ, mồi nhiều quá cho nên là không biết được là trình lớn hay không. Lát nữa vào bờ bơm sổ ra quay cho mọi người xem nha. Dạ. Đây, hai dường cháu sáng nay đi kéo lưới á, cũng được có mấy con cua, ốc với con cá thôi mọi người, không có cá. Hôm qua điểm này mình chỉ đặt được cái ống này thôi đúng không Dượng? Dạ. Xuống dưới kia đặt 7 ống mọi người. Hôm qua hai vợ cháu đặt 8 ống à. Tới điểm tiếp theo rồi mọi người. Ống này đâu có đâu. Tình hình là cái ống thứ hai không có trình rồi mọi người. Ở đây chơi hơi ốc không? Dạ, như hai ống đầu dưới kia như 5 ống. Khoan chừng kìa. Dạ, đây rồi. Đây mọi người. Đó. Đã chưa? Trình này là trình mè nha cả nhà. Thì con trình này cái thịt của nó là ngon nhất trong tất cả các loại trình luôn. Và cái giá bán của nó cũng cao hơn các loại trình còn lại. Dượng. Dượng bị lạc cái ống ở chỗ này rồi mọi người. Tại vì bên dưới nhìn nó giống nhau lắm. Bom xuống dưới bom nhìn là không có biết chỗ nào là chỗ nào đâu. Rất là khó nhìn luôn. Tại vì ở đâu cũng là hốc đá hang đá như nhau à. Mọi
chờ tốt. Có không Dượng? Dạ, đưa con. Tình hình là không có mọi người. Vậy là hai ống có, hai ống không. Ở cái điểm này Dượng đặt máy ống gần gần luôn, tại vì hang nhiều quá. Có được. Có không Dượng? Trời đó. Nghe Dượng nói có một con nhỏ. Mà ông bà. Giờ nắm ống mà Dượng. Đây có công trình à. Không, không dùng gì. Ghê gớm chưa? Rồi, dùng mệt rồi cũng nằm thôi à. Dượng. Rồi Dượng bị lặn mất một ống rồi mọi người. Tìm nãy giờ không thấy. Thì cái điểm của Dượng đặt ở đó mà Dượng vòng tới vòng lui nãy giờ không có tìm được cái ống. Dượng tìm được ống rồi mọi người. Yeah. Cái này không phải trình mè gì ha. Tìm cả buổi trời giờ mới ra. Con để con coi 2, 4, 6 còn hai ống nữa Dượng ơi. Một ống lớn, một ống nhỏ. Đúng là trình khó đi tìm lắm mọi người.
có cỡ được. Nó lạc rỡ. Dạ. Yeah. Lên rồi. Dạ. Em nó dùng trong đó mọi người. Dừng mở lên luôn. Dạ. Còn một ống nhỏ nữa à. Ôi, bốc. Dạ. Bốc. Sao bả? Bắt bà bốc. Dạ, bảy ống luôn vậy. Còn một ống nhỏ đó. Mắt ống bốc đỡ. Dạ, mắt ống. Dạ. Thôi được rồi Dược, tìm không ra đâu. Để trước người hơn. Dạ. Hôm qua hai vợ cháu bơm đặt 8 ống. Mà hiện tại là còn chưa tìm ra cái ống nhỏ mọi người. Dược thì vẫn tiếp tục đi tìm nãy giờ vẫn chưa bỏ cuộc. À, vô vậy. Hà Nội đang tối ấy mùi đất sang bờ. Rồi, hai vườn cháu bơm chắc sẽ đi vào nha mọi người. Bây giờ bị lạc mắt hết ống rồi. Dạ. Bây giờ mình sẽ đi vào trong bờ đổ trình ra để xem thử ngày hôm nay được bao nhiêu con. Đó, hôm nay trình con này. Con này ngợp luôn hả Dượng? Đây con. Rồi cái thành quả ngày hôm nay của hai Dượng cháu bơm được 5 con trình lớn. Đó, đủ loại trình luôn. Ủa nó chạy ra nghe. Rồi chắc là cái video của bơm xin phép được tạm dừng tại đây nha. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem hết cái video đi bãi trình của hai Dượng cháu bơm ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt mọi người nha. Bye bye.